Chương trình mỗi xã một sản phẩm gọi tắt là OCOP được triển khai thực hiện, góp phần phát triển kinh tế nông thôn, tạo cơ hội để nông dân làm ra những sản phẩm có thương hiệu, góp phần quan trọng vào công tác xóa đói giảm nghèo, tăng thu nhập cho nhân dân. Với ý nghĩa đó, huyện Yên Khánh đã và đang triển khai nhiều hoạt động nhằm tư vấn, hỗ trợ đăng ký sản xuất những sản phẩm chủ lực, đảm bảo chất lượng tham gia chương trình OCOP. Từ lâu, nấm đã trở thành cây trồng chủ lực giúp người dân xã Khánh Vân có thu nhập ổn định. Thực hiện chương trình OCOP, huyện Yên Khánh chọn nấm Linh Chi để xây dựng thương hiệu và đã được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận nhãn hiệu tập thể. Năm 2020, sản phẩm này được công nhận đạt hạng 3 sao, tạo động lực để người dân mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập. Với 20 năm gắn bó với nghề, ông Nguyễn Tư Bản luôn áp dụng quy trình sản xuất sạch, do vậy sản phẩm của gia đình luôn có đầu ra ổn định. Khi mà được 3 sao rồi thì đi sản phẩm nó rất thuận tiện trong cái việc mình đầu ra. Tức là khách hàng người ta nhìn thấy là cái sản phẩm mình đã đủ tiêu chuẩn thì khách hàng họ cũng rất tin cậy. Hai nữa là cái đầu ra thì lại cũng kết hợp với lại doanh nghiệp Xuân Trường ở cái khu tour du lịch của khách sạn Hoa Lư. Thế thì cho nên đầu ra của mình rất rộng lớn. Hợp tác xã chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu An Thịnh Phát thành lập từ năm 2020, chuyên sản xuất dầu ăn mang nhãn hiệu Tràng An, góp phần giúp ngành nông nghiệp của tỉnh có thêm sản phẩm mới với những nét đặc trưng riêng, đặc biệt là khi hợp tác xã đang phấn đấu xây dựng sản phẩm đạt OCOP từ 3 đến 4 sao của tỉnh trong năm nay. Thì như nguyên liệu đây là khô lạc ấy, là phải chọn lựa phải là lạc mẩy, không có teo mốc, không bị ẩm thối. Thế thì khi mà ép ra thì đương nhiên là cái khô lạc đấy thì đương nhiên là cái độ đạm nó mới cao và chất lượng thì nó mới tốt. Còn cái thương hiệu về OCOP ấy, thì đương nhiên đấy nó cũng là một cái đánh giá để cho cái sản phẩm của mình đứng trên thị trường. Nhưng mà nếu anh không duy trì tốt tiếp và anh không đảm bảo được cái sản xuất, đảm bảo các cái quy chuẩn về sản xuất, các cái yếu tố về kỹ thuật, các cái yếu tố về nguyên liệu đầu vào thì đương nhiên là chất lượng nó xuống thì cái OCOP đấy nó cũng dần nó mất cái thương hiệu. Năm nay, Yên Khánh đăng ký thêm 10 sản phẩm tham gia chương trình OCOP, qua đó giúp tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, tăng tính cạnh tranh trên thị trường. Thời điểm này, huyện đang đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ, tạo mọi thuận lợi để các chủ thể hoàn thiện hồ sơ, đầu tư trang thiết bị, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đáp ứng các tiêu chí, điều kiện để được công nhận. Trong thời gian tới, thì chúng tôi tiến hành tiếp tục khảo sát các chủ thể. Sau khi rà soát xong thì chúng tôi sẽ tiến hành cùng các chủ thể thì mời tư vấn về để hướng dẫn cho các chủ thể lập xây dựng hồ sơ và hoàn thiện hồ sơ của mình để có thể tiếp tục thi đánh giá OCOP cấp huyện. Phát triển các sản phẩm OCOP đã thúc đẩy kinh tế nông thôn theo chuỗi liên kết giá trị từ sản xuất chế biến đến tiêu thụ, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hoàn thiện nhóm tiêu chí về sản xuất, thu nhập, hộ nghèo trong xây dựng nông thôn mới.